Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 13 tháng 12 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Hội thảo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo về bảo tồn vườn má vàng Trung Bộ. Công ty 715 hỗ trợ 27 con bò sinh sản và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hai đối tượng lãnh án. Trên 50 cán bộ y tế tập huấn an toàn thực phẩm. Gia Lai có 15 người có uy tín tiêu biểu được biểu dương tôn vinh toàn quốc. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng 12 lần thứ 16 đã đề ra. Ngày 11 tháng 12 tại xã Sơn Lan, huyện Cơ Bang, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng phối hợp với Hội đồng Vật học Frenfer tại Việt Nam và Trung tâm Đa dạng nước Việt Xanh Green Việt tổ chức hội thảo với chủ đề Bảo tồn vườn má vàng Trung Bộ, giải pháp kết nối cộng đồng, bảo vệ sinh cảnh sống của loài. Tại hội thảo, đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, hiện trạng quần thể vườn má vàng Trung Bộ, giải pháp kết nối cộng đồng bảo vệ sinh cảnh tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn động vật hoang dã, đa dạng sinh học và du lịch sinh thái trong vườn quốc gia và khu bảo tồn ở Việt Nam. Đồng thời trao đổi về các tác động từ hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo vệ đa dạng sinh học, giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, v.v. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết, Con Chư Răng là khu bảo tồn nằm trong vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, là ngôi nhà chung của nhiều loại động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu khu vực Đông Dương như vọt chà bá chân xám, vườn má vàng Trung Bộ, v.v. Nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn, được nhiều người biết đến. Do vậy, hội thảo này có ý nghĩa lớn trong việc định hướng công tác bảo tồn khu vực quan trọng của vườn má vàng Trung Bộ và giải pháp giám sát cộng đồng tham gia tham quan có trách nhiệm tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Hội thảo đã cung cấp những thông tin quan trọng cần thiết để đơn vị tham khảo có những chiến lược phát triển du lịch sinh thái, gắn kết cộng đồng tham gia có hiệu quả, tránh các rủi ro tác động tiêu cực, giúp cộng đồng dân cư vùng đệm và khách du lịch nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường tự nhiên, từ đó góp phần tăng cường sự hợp tác trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo tồn vườn má vàng Trung Bộ tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng trong giai đoạn hiện nay. Sáng ngày 12 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 715 thuộc binh đoàn 15 đã bàn giao 27 con bò giống sinh sản và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Iagrai. Thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 3 phát triển kinh tế xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công ty đã hỗ trợ bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, dịp này công ty hỗ trợ cho 27 hộ gia đình thuộc các xã Gia O, Gia Khai, Gia Chía, Gia Cờ Rái, huyện E Gờ Rai, mỗi hộ một con bò giống sinh sản, tổng nguồn vốn thực hiện dự án trên 660 triệu đồng. Trước khi bàn giao bò cho người dân, công ty đã tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn làm chuồng trại nuôi bò cho các hộ gia đình. Được biết, năm 2022, đơn vị cũng đã hỗ trợ 26 con bò giống sinh sản cho 26 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.
Ngày 12 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo. Đinh Cơ, sinh năm 1989, trú tại thôn Pleiu, xã Chư Răng, huyện Gia Ba, 30 tháng tù. Và Rama Bờ Rơn, sinh năm 1985, trú tại thôn Plei Apa, ơi Hờ Briu, xã Chư Mố, huyện Gia Ba, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2021, trong quá trình đi làm rẫy tại khu vực gần rừng thuộc thôn Pleiu, Cơ phát hiện và nhặt được một khẩu súng carbine M2 và 36 viên đạn nên cất giấu tại đây. Đến tháng 5 năm 2023, Cơ mang khẩu súng và lấy 3 viên đạn trong số đạn nêu trên đến nhà Bờ Rơn để rủ người này đi săn tại khu vực rừng xã Chư Mố. Số đạn còn lại Cơ cất giấu tại nhà mình. Tiếp đó, do không săn được thú rừng nên Cơ tháo hộp tiếp đạn, lấy 3 viên đạn đem về nhà mình cất giấu. Còn khẩu súng carbine M2 thì Cơ đưa cho Bờ Rơn mang về cất giấu. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Gia Ba phát hiện hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nêu trên của Cơ và Bờ Rơn. Qua kết quả giám định, khẩu súng và 36 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng còn sử dụng được. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Cơ và Bờ Rơn bị Công an tỉnh bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn nguy cơ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến một số bệnh bị lãng quên. Ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum cho trên 50 cán bộ y tế làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, xét nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên truyền đạt kiến thức đại cương về ngộ độc thực phẩm, một số bệnh truyền qua thực phẩm bị lãng quên, bệnh thương hàn, bệnh tả, bệnh lỵ, ngộ độc thịt botulinum, ngộ độc thực phẩm do nấm độc, ngộ độc thực phẩm do độc tố vi nấm, ngộ độc do kim loại, vân vân. Ngoài cập nhật lý thuyết tại lớp tập huấn, các học viên thảo luận, trao đổi nêu các vấn đề thắc mắc và được giảng viên giải đáp cụ thể. Qua tập huấn, các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng triển khai hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xét nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm, góp phần ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và đảm bảo sức khỏe người dân. Chiều ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành liên quan tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong cả nước. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 15 đại biểu đại diện cho 955 người uy tín toàn tỉnh tham dự. Tại hội nghị, 30 đại biểu người uy tín nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 467 đại biểu người có uy tín nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Gia Lai có một đại biểu vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là ông Nay Krem, người có uy tín thôn Blay Rapai, xã Gia Pia, huyện Phú Thiện. 14 đại biểu nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 14 tháng 12.